Xin chào các bạn. Yay! Video hôm nay sẽ là về haul số 4 của mình tập hợp các bạn Son Hàn. Cùng xem Trang sẽ đánh giá sao về 9 nhân vật hôm nay nhé. Đầu tiên là Espoa em. Trang cũng không biết đọc là Espoir hay Espoir nữa, vì nếu là từ tiếng Pháp thì có nghĩa là hy vọng. Mình tra từ điển thôi chứ không biết tiếng Pháp đâu. Đây là thỏi son đã làm mưa làm gió ở Việt Nam suốt từ năm ngoái. Trang cũng có nghe khá nhiều luồng review trái chiều về bạn này. Có người nói là khô và bột, nhưng cũng có bạn thì siêu thích và còn so sánh hơn cả MAC luôn. Cảm nhận của Trang khi vừa thoa em này lên môi thì thấy rất mịn. Tuy nhiên nếu môi khô thì đúng là sẽ bị bột thật vì chất son khá lì. Mình thì mình thích dùng em này cả môi hơn vì son sẽ toát lên được hết vẻ đẹp. Màu lên rõ và mướt, không hề bị hiện nếp nhăn môi hay lộ vảy khô. Son không có mùi gì đặc biệt cả, thiết kế nắp nam châm nên khi đóng lại sẽ thấy hút nhẹ một chút. Màu bám tốt và có thể bền tới 5-6 tiếng đồng hồ. Nếu ăn thì son vẫn sẽ dây ra thành cốc, bát, thìa nhưng sẽ không bị trôi hoàn toàn đâu. Nếu được hỏi mình thích bạn này hơn hay MAC hơn thì mình vẫn sẽ chọn MAC. Nhưng với giá tiền thấp hơn khoảng 100.000 thì bạn Espoir này cũng rất chất lượng và đáng để sở hữu đấy. Tiếp đến là dòng S, có nghĩa là chất son satin. Bạn này lên cũng khá mịn và mềm hơn matte, phù hợp với các bạn môi khô. Tuy nhiên nếu được chọn thì mình vẫn thích dòng M hơn, vì vốn Trang đã luôn yêu thích son lì hơn rồi. Tất nhiên chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi, nếu bạn không thể thoa son lì và phù hợp với kiểu son mềm hơn thì chắc chắn là dòng S này sẽ phù hợp với bạn hơn rồi. Vì chất son nhiều kem hơn nên sẽ thấy hơi bóng hơn một tí tẹo thôi, và thời gian bám màu tất nhiên cũng là ít hơn, khoảng 3-4 tiếng. Màu cam này khá rực rỡ và rất phù hợp với các bạn da hơi ngăm chút đấy. Giờ là đến Witch's Pouch Radiant Teen. Ôi cái tên lằng nhằng quá đi. Đây cũng là hãng mỹ phẩm mà lần đầu tiên Trang sử dụng. Bạn này đích thực là anh em sinh đôi với Lumipang rồi, giống từ mùi cho đến chất son và độ bám luôn, chỉ khác thiết kế thôi ý. Nói vậy chắc các bạn cũng hình dung hết được rồi đúng không? Và Trang có tìm hiểu thêm thì dòng son này chỉ có 3 màu duy nhất và cũng ra từ năm ngoái rồi, cùng thời điểm với Lumipang luôn. Các bạn thích thiết kế cứng cáp đơn giản thì chắc là sẽ thích bạn Radiant Teen này hơn là kiểu vỏ dễ thương của Lumipang. Nhưng tiếc là ít màu quá nên chẳng bỏ gì cả. Xin lỗi các bạn nhé, mình quên quay lại đoạn này nên phải chèn ảnh thay thế. Son lên bóng nhẹ, nếu không thích lớp bóng thì bạn có thể dặm giấy ăn để bớt bóng hơn. Và lớp tin thì bám siêu lâu luôn, ăn uống thả phanh mà không trôi đi mấy đâu. Màu 02 này gần giống như màu 08 Aritone Color Lasting Teen yêu thích của mình, kiểu cam hồng dễ thương ý. Sau khi mình đã tẩy hết lớp bóng đi, lớp tin sẽ còn trên môi như thế này này. Nếu các bạn đã xem haul phần 3 thì cũng thấy Trang đã swatch hai bạn ink liquid của The Face Shop này rồi. Sau lần đó mình cảm thấy khá ưng ý nên đã chọn thêm hai màu nữa. Không biết có phải do môi mình hay màu son không mà Trang cảm giác lần này son bám lâu hơn lần trước ý. Bạn màu cam này nhìn đầu son và vỏ thì nghĩ là cam chóe lắm. Ai ngờ khi lên môi thì lại thành cam hồng nhẹ nhàng, kỳ lạ ghê. Nếu bạn đang tìm một loại son teen mà không có lớp bóng thì ink liquid này cũng là một gợi ý đấy. Màu RD01 này là một giải pháp an toàn vì phù hợp với rất nhiều tông da và làm cho khuôn mặt sáng hơn nữa.
Tiếp đến cũng là một nhân vật siêu hot mà đến giờ trong mới thử, chính là son vuông VDL. Có lẽ vì thiết kế vuông nên khiến người dùng khá thích thú so với kiểu son cổ điển hơn nhỉ? Son có mùi hoa hồng, hơi hắc nhẹ. Màu mà Trang chọn là 601 hồng san hô. Chất son mềm nên tán rất dễ. Nếu dùng lòng môi thì lên một tông màu tự nhiên. Tuy nhiên khi tô cả môi thì mình cần trồng khá nhiều lớp lên vì chất son tương đối mỏng. Hoặc là do môi mình dày quá chăng? Độ bám màu ở mức tương đối, tầm 3-4 tiếng. Và khi ăn cũng sẽ dây ra. Vì đầu son vuông nên khi tô cả môi sẽ hơi khó hơn một chút. Nhưng bạn hoàn toàn có thể dùng một cái cọ môi để tán nhé. Cuối cùng là Tony Moly Kiss Lover Lip Click. Bạn này thì thiết kế không được lung linh như 8 bạn trước, đen xì và cũng không có vỏ đi kèm. Nhưng chất son lại rất đáng quan tâm. Dù là dòng mét lì nhưng lại mềm môi hơn thỏi Espoir M nên các bạn môi khô có thể cân nhắc sử dụng. Son bấm có lẽ là kiểu thiết kế mà Trang ít thích nhất, vì nhiều khi chẳng may bấm quá tay là lúc đóng lại phải cẩn thận hơn một chút. Hơn nữa cái tiếng tạch tạch lúc bấm của bạn này cũng siêu to, đúng cái tiếng ấn bút bi ý. Nếu không bàn đến thiết kế thì mình khá là cưng bạn này, từ màu cho tới chất lượng son luôn. Vì là tông tối nên dùng lòng môi cực xinh, màu cũng bám tốt và không gây khô môi nữa. Ok, vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ của video hôm nay rồi. Mọi thông tin cần thiết khác Trang sẽ để ở phần description bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. À, đừng quên like đấy. Yêu các bạn rất nhiều. Bye bye.